Rồi, hello anh em nhé. Đó thì hôm nay cửa hàng xe máy Phương Nam mình đã lên giới thiệu cho anh em một chiếc xe. Hàng này gọi là hàng kịch độc nhé anh em. Đó, Rebel 50 phân khối này anh em này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha anh em nhé. Đó, trên thị trường giờ dòng này thì nói chung là không phải ai có tiền kiếm cũng được đâu nha anh em nhé. Đó, từ chất xe đến đắt xe. Đó, con xe này là một con xe hải quan chính ngạch anh em. Đó, chính chủ luôn nha. Đó, xe này là xe 50 phân khối nha anh em nhé. Đó, 50 phân khối. Đây anh em từ nhìn được nước sơn nước xi đều zin theo xe hết nha anh em nhé. Đó, con này thì đăng ký lại 2022 rồi. Đó, hiện tại thì đang được đăng ký về biển thành phố rồi nha anh em nhé. Đó, 59. Đây nha, 59SA06147. Đó, con này thì nói chung là chỉ cần chứng minh nhân dân là chạy xe này được rồi nhá. Đó, bắt đầu vào phần chi tiết anh em này. Đó, từ là phần lốp nha anh em nhé. Đó, đang còn rất là một lốp mới luôn này. Đó, mọi chức năng thì nói chung là đi theo xe đều hoàn hảo hết anh em nhé. Đó, con này thì nói chung nó cũng chẳng có gì cầu kỳ lắm đâu, chỉ có mỗi cục máy, khung sườn, tất cả là đồ của Honda thôi anh em nhé. Đó, nhỏ gọn, 50cc mà. Đó, rất là đẹp anh em nhé. Đó, chân thắng, chân côn đều một phanh này. Đó, còi đèn đề này. Đó, máy con xe này thì khỏi cần phải nói nha anh em. Đó, lúc trước cũng vậy luôn này. Đó, đĩa nha. Đó, đĩa đặc luôn. Đó, maxi. Đây, đèn còi. Ở bên đây cũng vậy luôn nha anh em nhé. Đó, ốc tán này. Đó, máy là máy Honda luôn nha. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ test nổ máy cho anh em mình nghe này. Đó, cực kỳ là êm luôn nhá. Đó, nói chung là xe này là cái dòng xe Nhật lên nhập lên không tắt được đèn đâu nha anh em. Không có tắt được đèn đâu. Đó, còn đèn đề xi nhan đầy đủ hết, không thiếu gì anh em nhé. Đó, khỏi đèn đây. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc Rebel 50cc này, đó thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc bình luận phía dưới giúp mình nha anh em nhé. Đó, một form dáng cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại anh em.